Khi cả phòng ế quá lâu mà một đứa có người yêu thì cái kết kiểu bạn gái mày của cả phòng chứ của riêng gì ông đâu. Thanh xuân ai từng được trải qua quãng thời gian trong ký túc xá thì thật sự là một điều hạnh phúc. Hình ảnh cả phòng ế chồng ế chơ, ế đếm bơ vơ tội nghiệp được tái hiện hoàn hảo trong đoạn clip ngay dưới đây. Chờ mãi mới có một tên có người yêu, mỗi lần video cô là cả phòng lại túm vào ngắm cùng. Không biết cảm giác của chú thớt lúc này như nào, chứ cơ nhân này thì riêng tư ở đâu, tình cảm dạt dào thì biết thể hiện như thế nào. Đã thế một ông còn chưa lớn nằm hẳn gầm bàn ngắm ở cự ly gần như thế kia, hẳn là hại mắt lắm. Nhiều người đùa rằng, lâu lâu mà thằng bạn không gọi điện cho người yêu, rồi không lẽ bạn cùng phòng lại bảo nhớ em ấy thì nó cũng kỳ thật. Thôi thì chúc cho các anh sớm thoát ế để khỏi phải đi ngắm cái hạnh phúc của người ta nữa nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tán TV, tiếp tục ủng hộ kênh để cập nhật thật nhiều tin tức thú vị mỗi ngày nữa nha.